Chập thành trăm rồi. Đi học nha. Nha. Đi học nha. Xong rồi, bữa nay con vẽ được con vịt, làm được con vịt đúng không? Đúng không? Giơ tay. Em vịt của con được màu gì đó? Hả? Cam gì nữa? Gì nữa? Màu gì nữa? Màu hồng có rồi. Màu vàng. Màu xanh lá. Con em vịt của con nó kêu làm sao? Con em vịt của con đi dưới nước hay trên bờ? Dưới nước. Con về em vịt nó ăn gì? Em vịt ăn gì? Em vịt ăn kẹo. Uống gì? Uống nước. À, em vịt của con có mấy cái chân? Em vịt của con có mấy cái chân? Ba chân. Ồ, ba chân luôn. Không mấy cái con mắt? Mấy. Mấy con? Con. Mấy? Mấy. Mấy con? Con mắt. Hai con mắt chứ mấy con mắt. Nhưng mà hình đó có một con à. Thôi. Em vịt kêu bằng gì? Em vịt kêu sao? Còn bé dâu kêu sao? Bé dâu á. Bé dâu kêu sao? Trời ơi, mẹ ơi đừng bớt cơm mẹ ơi. Thôi. Hôm nay mình đi học nha. Chiều về chơi tiếp nha. Bye bye em vịt đi. Tạm biệt em vịt đi. Tạm biệt em vịt. Tạm biệt em vịt. Chị đi học nha. Chiều chị về chơi với em nữa nha. Bye bye.